Dạ. Sao cậu? Vô đâu ý cái này dòm mới biết ha. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi. Đi dưới nhiều lắm, đi dưới một lưới cá đó. Đừng có la. Đi dưới đây là đi dưới với la gì đâu. Cái thằng này quýt con nhỏ đâu nữa. Cái nhỏ mới ngon á chứ. Mày không, cái nhỏ nó quýt một cái còn có mười mấy ký cá. Ở bên con kinh này hả? Cái nhỏ trên chỗ bảy tí vô mà có cái nhỏ chạy lên mà chỉ nút á. Nó bơm phóng lúa đó. Chám bị ra cái gì mà. Cái này phải không? Phải trên cái nhà tám nó có đường vô cổng rồi có đường vô cái nhỏ chạy lên mà cái nhỏ cũng ngon lắm, bự lắm. Trời ơi nó bơm nó bao đồng nó bơm mấy lớn luôn. Đứng mé lại cho cô Quỳnh.
bỏ đi cũng để bờ đi đến đấy. Nó bự nãy tỉnh đi nãy tôi thấy nó tung rồi đó. Lấy bỏ đường bự lại phải không? Lấy cái đường nhỏ đừng cá lóc đi. Đừng riêng với các cái dụng cá đống mà đừng chung với chết nữa. Động trà thấp nước nó động cầu chết. Sắp cái cá lóc này bỏ quà luôn ha. Ừ, bắt bỏ qua đó hết.
9 cá lóc ký hả cậu? Đâu có mò thứ nó đưa nhẹ qua chứ đâu kéo được. Hai lưới này mò không có đâu. Thấy mò qua chứ. Đúng rồi. Sao cho con cá ký hay cậu? Nằm đây hả cậu? Cá ký luôn. Lên lên mẹ vào cái cây. Bé cho cậu cái cây đấy. À, gì? Đó trên đó hả? Nè chỗ các bà hai đứng hả? À, lúc thì nhỏ lúc cái đó hơi lúc thì nhỏ. Rồi, phu lưới về. Bây giờ hai cậu hả? Hai tay này hả? Cá lóc đồng thì được, cá lóc đồng bé nó mắc hơn hả cậu? Khúc khúc khu ở trên con ở chỗ con người ta thả phóng sinh quá hay luôn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo.